Kế toán hiện là một trong 8 ngành chất lượng cao được Đại học Đông Á chú trọng phát triển với các yếu tố nổi trội gồm cơ sở vật chất hiện đại theo chuẩn quốc tế bao gồm phòng thực hành kế toán ảo, chương trình đào tạo đặc biệt theo khung chất lượng cao với hệ thống giáo trình Banking 3.0 và chương trình thi CFA. Cập nhật các phần mềm tiên tiến nhất, theo đó sinh viên sẽ có khả năng đăng ký thi chứng chỉ CFA, tấm hộ chiếu thông hành trong thế giới tài chính toàn cầu, đảm bảo 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đạt IELTS 5.0 hoặc tương đương trở lên, 100% sinh viên có trợ giảng riêng cho mỗi lớp, hỗ trợ và theo sát quá trình học tập, với tổng 50% thực hành tại doanh nghiệp ngay từ năm 2, 100% sinh viên thực tập và làm việc tại Singapore với điều kiện đạt năng lực tiếng Anh tối từ 450 trở lên và tham gia học chứng chỉ nghiệp vụ quản lý khách sạn, nhà hàng tại Singapore. Hầu như đơn vị nào cũng cần có vị trí kế toán để thực hiện công việc trên và kèm theo là cơ hội nghề nghiệp thăng tiến cho người có chuyên môn cao trong lĩnh vực này như kế toán doanh nghiệp, thuế, kiểm toán, tín dụng ngân hàng, kế toán quản trị. Khi lựa chọn học ngành kế toán của Đại học Đông Á với 2 module nghề nghiệp gồm kế toán tài chính và kế toán kiểm toán, sinh viên sẽ được nhà trường trang bị các kiến thức về kinh tế tài chính trong việc thực hiện các công việc kế toán viên như khái quát công việc cần làm của một kế toán tại một doanh nghiệp. Trong chương trình đào tạo, có nhiều môn liên quan đến thực hành như thực hành kế toán máy bằng Excel và phần mềm kế toán MISA. Đặc biệt là phòng thực hành kế toán cho phép sinh viên có thể thực hành kế toán ngay tại trường song song với 3 đợt thực tập tại các doanh nghiệp. Trước xu thế hiện nay, nhà trường chủ động đưa phần mềm mô phỏng vào giảng dạy và có phòng thực hành kế toán ảo hiện đại giúp sinh viên thực hành và trải nghiệm công việc của một kế toán thực thụ. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được hầu hết ở các vị trí doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.